Zuka, biết qua mình là Linh đây. Ui, cái con bot này ui. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ trở lại với CF và đương nhiên là mình đến với một cái chế độ. Phải nói cái hồi mà mình chơi ấy, tức là ngày xưa mình chơi CF rất là nhiều nhưng mà thời gian mình dành cho AI nó rất là nhiều. Bởi vì là kiểu mình rất là thích được cầy súng ấy, mình nhớ là đù. À cái khẩu A12 này nó có cái khả năng đặc biệt trong AI ngon vãi. Từ đâu rồi đây đây đù phê vậy. Ô thôi mình bắn sắp hết rồi, thôi mình sẽ để dành. Mình vẫn nhớ là cái khẩu mà T30 mấy ấy mà nó giống kiểu khẩu AWM, nó cũng kiểu xanh 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 ấy. Hồi đấy cày được cái khẩu đấy vĩnh viễn sướng lắm thể. Rồi cái này là miệng núi lửa, cái này nó được kiểu nó nâng cấp lên rồi nha mọi người. Ngày xưa nhìn nó khác khác cơ, nhìn nó tối tối hơn một chút. Nay mình trở lại thì nó nhìn nó cho nó sáng sủa hơn tí. Ui, mẹ cha giật mình. Mấy cái con đấy rất là giật mình như thế. Ok. Đừng, bây giờ hình như là không được để cái con này nó tự nổ. Nó tự nổ là anh em được ít điểm lắm. Phải bắn nó nổ, bắn nó xong rồi nó nổ thì anh em được nhiều điểm. Cái con đấy là ăn, mình nhớ là cái con mà được nhiều nhiều điểm nhất. Ui, con này nó... Cái khẩu này mình thấy là đứa nào cũng cầm mình ạ. Vừa nãy mình chơi thử thì mình khẩu cầm khẩu 6 nòng VIP ra ấy. Tính là review cho anh em. Xong rồi cuối cùng nó kích mẹ luôn. Mẹ một con nạn, chúng nó bảo là chỉ được chơi A12 thôi nên thôi mình đành phải chơi cùng mình ấy. Mẹ một con nạn này. Đại lý nó phải bảo mình chứ. Đấy, ôi. Ô hết rồi. Hết rồi anh em ạ, nó chỉ có 8 viên thôi. Còn lấy đạn được không? À đây. Để lấy lại nào. À không được anh em ạ. Úi, bà con này thích nhờ. Ui. Phải nó lên đam rất là sướng luôn ý. Con này bắn mắc phê luôn. Đây là mấy con thì diệt. Đấy, con này mình nhớ là có khả năng chạy nhanh này. Con này thì cục thịt, con này với con này, đúng rồi, cái con này với con để cục thịt này. Em cứ bắn vào được nhiều điểm vãi chưởng. Đấy, anh em thích RPG thì nếu mà chán chán RPG có thể sang đây nghịch. Nhưng mà điều kiện đầu tiên là chúng ta cần phải có... À đấy, mình này có đạn rồi này. À, phải có A12 nhé, không là chúng nó kích đấy. Mẹ bởi khốn nạn. Đây. Ngoài để cái khẩu này bắn bom, cái khả năng bắn bom của nó thì anh em cứ... À đây đây. Đấy, cái khả năng bắn bom này em cứ nhằm mấy cái lũ mà... Giống kiểu con cương thi nhỉ? Ờ đúng không? Tức là để ý nó giống con cương thi. Đây, mình đứng nghỉ một chỗ bắn luôn đấy. Nó khỏe đến mức độ này mà. Ngày xưa mình không dám solo cái này đâu. Ngày xưa may lắm thì anh em được cầm khẩu RPK ấy. RPK là ngon lắm rồi. Nay thì cầm khẩu này thì phê rồi. Group 6 rồi. Cái này có 16 cửa phòng cơ. À 16 cửa ấy. Vũ khí đặc biệt. Cái này thì mình nghĩ là chả ai dùng đâu. Bởi vì súng bây giờ nó quá ngon rồi. Dù làm cái gì. Đấy. Bắn một tí mà nó đã nổ luôn rồi. Mạnh vãi chưa. Ừ, đâu đấy. Đâu rồi đây này. Đây. Ô mình top 1 anh em ạ. Đùi vai đau đấy. Mình đã thích, mình rất thích. À bây giờ mình cho anh mình hỏi cái là ngày bây giờ anh em còn tranh nhau cái ôi, hồi máu này. Ôi đây cái này hồi máu. Trời ơi mình trích 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 đầy mẹ máu rồi thì mình biết được nó có cái hồi máu cho mình. À. Mày chơi anh làm sao cơ. Ôi. Bần tanh chưa ngán ai bao giờ. Chẳng qua là bần tanh chưa xuống tóc thôi. Mấy con này nó có đồ trồng là gì. Ý, phê vãi. Mình có 300.000 điểm rồi cơ. Nhanh thế. Ui 300.000 điểm là ui mình đã được dương bạc rồi anh em ạ. Nhanh vãi chưa. Kiếm dương thì ui công nhận là bây giờ kiếm. Ui thằng này có rocket đâu này. À mấy con mấy con như kiểu con thạch thủng ấy. Con này rất là ghê này. Mình nhớ là có một cái cửa mà anh em phải
giết đủ số lượng thì mới thắng ấy. Mình vẫn nhớ cái con cái cửa đấy, không biết bây giờ còn không. Ok. À được cái là bây giờ mình mới để ý là chúng ta không cần phải nạp đạn nữa, bây giờ nó là đạn không giới hạn rồi. Đủ phê vãi. Vũ khí đặc biệt ở đâu? Ui. Cái dòng shotgun mà bắn mấy con thạch thủng này nó dễ như không ấy mà. À đây đây đây. Ui, khỏe phải. Mình nhớ đây cái con có ôm bom ấy, giống kiểu con sexo của lại truy kích mình ấy. Cái con đấy nó khá là nhiều máu. Nó bắn mấy cái nó cũng chết. Súng quá mạnh. Lag kìa. Cái súng nó giật lên nhìn chung lag quá. Ok, ấy. À. Lại có hơi máu này. Ngon. Phê vãi. Thích nha. Rồi anh em đừng quên like và chia sẻ clip, đăng ký kênh giúp mình. Để nếu mà... Ui, nó bom sao này. Ờ. Có cái điều đáng sợ ở trong mấy cái thể loại này là... Anh em lùi ấy. Anh em lùi vào cái con kiểu... Con ô bom nó nổ ấy. Mình chết bao nhiêu lần với cái con kiểu, cái kiểu đấy nhá. Tránh nó thì được, tránh nó thì dễ, nhưng mà kiểu lùi ấy, lùi không để ý là lùi vào người đó. Cũng nặng cả. Đã đến thứ 9 rồi. Và thứ 10. Ok, mình vẫn là top 1 nhá. Vẫn chuyên nghiệp hết. Ui. Ui. Ui, thằng nào nó bắn làm chậm anh ạ. Ui. Bùm. À, nó vẫn có kiểu rocket đúng rồi đúng. Con này chỉ là con bóp phụ thôi. Khỏe vãi. Bắn vào đi. Anh phải bắn vào đi là vết nhanh chết. Ôi, nó sắp chết rồi kìa, nó chết rồi. Easy vãi. 500.000 điểm rồi, mình lên được dương vàng mẹ rồi. Ui. Ngày xưa dương vàng ấy cũng gọi là vật vã rồi đấy. Giờ nó sao cảm giác nó dễ thế. Đây rồi. À mình nhớ là sắp đến cửa. À đây đấy, cửa này đúng cửa này đúng không gì nữa. Toàn mới có thạch thùng. À đây đấy, có bông. Con gót. Mẹ mày giao chém bố mày. Con mất dạy. Đấy con gót này, em con gót là tăng hình không? Ok, win. Nó dễ quá em ạ. Đủ hay là mình mạnh quá nhỉ. Mình đánh hay quá anh ạ. À rất là do bọn này nó đáp ra anh em ạ. Chứ không phải là mình cũng méo hiểu. Em nếu mà kiểu lâu lâu rồi mình không chơi ấy, thì anh em có thể giải thích cho mình từ từ cặn kẽ nhé. Tôi ăn cướp rồi. Chắc. Đi chết. Đấy. Cái kiểu lùi vào bom đấy rất là sợ luôn. Ok. Lag kìa. Chỗ ai nó đông quá. À đây. Đây đây mình cái này mình quên. Ui. Bắn nhanh thế. Trời ơi. Quay vào đây. Phê vãi. À đây đây tôi không cần. Không cần đi. Nó đáp vào đây đây. Rồi ơi. Mình cứ quên. Ngu người. Nhưng mà nói chung mình nhiều mà, mình nhiều kim tiêm lắm. Em chích thì bảo, à đây, con chó. Cái bài con chó này ăn điểm nhiều nhất này. Sao cái bàn đéo nào mình cũng bảo ăn điểm nhiều nhất này. Con chó này to em bắn thích cực. Ngại gì? Ngại gì bố con nào? Kìa. Up coming. Con chó bắn siêu vãi. Con chó này còn to hơn cả con kỳ hủy diệt khổng lồ ấy. À, có thằng nào bút máu không? Có ai nào bút máu không? Ấy lại hồi đạn này. Cái này nó tự hồi nhá. À nó có cái khẩu rocket ấy. Mình sẽ để dành cái khẩu mình dành của bom ấy. Ôi. Nhìn xem. Mình nó tự nổ mất hai con. Lắp.
Ê, để rút bắn bắn rocket rồi. Chết đi. Ui, rocket nó bắn nhanh nhờ. À, cái quả lưu đạn nó mình không biết gọi là cái gì nhưng mà nó bắn nhanh cực. Đấy, đằng dưới đi, đằng trên thì mình bảo kê cho. Nó đẻ ở đây. Vào tận chuồng mày luôn chứ bố lại sợ. Ok. Bị cho cắn. Phê vãi. Ôi mừng 1 triệu điểm. Có thể bằng kịp cương của mẹ rồi. Vãi thật. Ô vòng cuối anh em ạ, vòng cuối rồi. Hồi máu. Ô thôi hết. Hết rồi máu rồi. Thôi mình sẽ dùng cái bơm to luôn vậy. Đâu, xem con boss nào. Kìa boss kìa. À đây có boss nhỏ à. Wow. Ơ nhưng mà may quá nó trả đuổi mình nhá. Ui. Ô con kìa ui. Ui con này to vãi. Con này đẹp vãi trường. Địch mạnh. Giết rồi anh em ơi. Ôi có hồi máu luôn này. Ô con này có xe. Đây có boss chính đây em ơi. Ui nó đẹp hơn ngày xưa nhiều đấy. Ngày xưa nhìn nó xấu hơn cơ. Giờ anh đẹp trai đấy. Mình có còn trang bị cả. Nhìn như kiểu là chi tạ đấy. Kì còn là Uranium à? À không phải. Kìa ở trong cái Marvel gọi là cái gì? Vibranium, đúng rồi Vibranium. Chết đấy. Mẹ mày. Thôi đây. Mình luôn hướng dẫn anh em cách ở đây có hòm, có hòm. Ui cái gì đấy? À hồi máu á. À cái nhà này đây. Bây giờ cái hòm tiếp tế của nó là cái vòng tròn máu luôn anh em ạ. Nó không phải là từng cái một như kia. Ngày xưa là anh em nhặt từng cái kim tiêm một đấy. Mọi chết đi. Ui không phải đi đánh. Ui mình 1.1 triệu điểm anh em ạ. Vai. Đủ. Từ từ về mình sẽ cùng em mở dương nhá. Mình sẽ mở dương ra nhá. Ô vẫn còn á. What the f. Là sao. Con này con cuối chưa. À đây con này nó ghê hơn này. Hai con luôn. Ui bảo sao thì con kia dễ đánh thế. Ui con này đẹp chưa. Con này nữa này. Sao không ai để ý con này vậy. Thôi rồi tập chú giết con boss vàng chứ. Ui nó đạp mình tao bay đi đâu ấy. Trời đó. Ai ở đâu. Nó bị lag rồi. Đấy, mình có quả ấy. Mẹ mày. Ôi. Khỏe nhờ. Có rocket bắn khỏe. À, có bom ấy. Chạy. Mình vẫn 100 máu anh em ạ. Vẫn chưa bị mất máu luôn. Boss nó còn 60% máu nữa. Ôi vãi. Ôi đừng có chết. Ô mẹ nó đẩy mình cao lên xong mình rơi xuống chết ấy, rơi xuống mất máu ấy. À, nó bị vỡ kia rồi, từ. Mình phải hồi máu. Ô, à mua được đồ. Trời ơi, mình không biết sớm cái gì đây. Wow. Ôi, mình không biết anh em, xin lỗi. Giờ mình biết là chúng ta có thể mua đồ ở đây. Hồi đã nhanh này. Tôi chết rồi. Mà khắm lọ vai. Nó để mình bay cao xong rồi rơi xuống chết ạ. À thế là đây là cái điểm mạnh nhất của con boss. Có hồi máu kìa, có hồi máu kìa.
Cha mày đi. Con chó này. Mày tưởng mày to à? Nó đang mọc khiên rồi. Đấy 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 đấy. Thôi ăn cứt rồi. Ui, rơi phát đông mất mất nhiều máu lắm nhỉ. Đây nó bị choáng, nó bị choáng. Này thì lag này con, cài mạng khủng khủng vào. Hãy cài VNPT. Bộ bị theo lag lắc. Đùa đấy, mình chưa dùng Viettel bao giờ đâu. Thôi mình lại phải chích à. Rơi xuống là chết anh ạ. Win. Xong chưa? Con này có boss này là xong chưa? Ui, mình được súng kìa. À được mảnh anh em, được mảnh Boring Shot. Về cái Infernal First. Wow, thích vãi trời ạ. Đẹp phê thật. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi, nói chung là một cái ải mà mình rất nó rất là hay. Boss bây giờ nó khủng hơn ngày xưa rất là nhiều luôn mà em được nhiều điểm vãi. Đây là mình được kim cương rồi, mình sau đã lý ra số điểm mình phải được mấy hộp kim cương. Được mở luôn nhé. Ô. Đủ phê vậy được cả cái chen sau. Ok bye. Em đừng quên like và đăng ký kênh giúp mình. Yeah.